Neon là thật. Tương lai của công việc, cuộc sống và sự bền vững đang đi vào cuộc sống. Mỗi ngày, quy hoạch tổng thể đang được hiện thực hóa nhiều hơn. Một dự án có quy mô độc nhất vô nhị đã được xây dựng tại chỗ với 95% diện tích đất được bảo vệ vĩnh viễn. Nơi xây dựng lại đang được hoạt động, đưa động vật trở lại môi trường sống tự nhiên của chúng. Điểm đến đảo sang trọng của chúng tôi, Sindala, đã ra mắt. Cũng như Trojena, điểm đến trên núi của chúng tôi. Zolai, thành phố đẳng cấp hàng đầu. Và trung tâm công nghiệp tiên tiến, Oxagon, của chúng tôi. Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng. Vào năm 2022, chúng tôi đã thành lập các công ty, bao gồm Tonomut, một doanh nghiệp công nghệ và kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Và Inoa, chịu trách nhiệm quản lý hàng đầu của Neom về hệ thống năng lượng và nước bền vững, thiết kế nhà máy sản xuất hydro xanh lớn nhất thế giới. Lập trường tiến bộ này là lý do tại sao chúng tôi đầu tư 175 triệu đô la vào Volocopter, một thế hệ vận tải tiếp theo. Đó là lý do tại sao khoảng 200.000 người dự kiến sẽ tham dự các cuộc triển lãm hấp dẫn cho Zolai. Đó là lý do tại sao các vận động viên từ 25 quốc gia đã tham gia trong thể thao bãi biển Neon. Và đó cũng là lý do tại sao thương hiệu phong cách sống phát triển nhanh nhất hành tinh, Earthmore, đã trở thành đối tác khách sạn đầu tiên của Trojena. Hiện tại, Saudi cung cấp các chuyến bay trực tiếp từ Neon đến London và Dubai. Lĩnh vực truyền thông của chúng tôi đã hỗ trợ 25 sản phẩm trong 18 tháng. Làm việc với những cái tên như BBC, Apple TV và NBC. Neom đã hợp tác với McLaren để thúc đẩy sự đổi mới và phát triển tài năng cho môn đua xe điện. Chúng tôi đã tham gia Ocean X để khám phá và bảo vệ những bí mật ẩn giấu dưới đáy biển đỏ. Cùng với Liên đoàn bóng đá châu Á, chúng tôi đã triển khai chương trình cộng đồng Suhab để phát triển thế hệ tài năng bóng đá tiếp theo của Saudi. Trojena đã được trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông châu Á năm 2029. Và còn rất nhiều điều nữa sẽ đến. Chúng ta có thể nâng tầm cuộc sống khi chúng ta có một bức tranh trống. Đây không phải là việc kinh doanh thông thường. Đây là tương lai mới. Là Neom. Visit neom.com.